Các bạn xem nhé, người đàn ông độc thân này nuôi một chú chó đốm. Việc đầu tiên nó làm sau khi ngủ dậy chính là giúp chủ nhân mở vòi nước để tắm, sau đó chạy vào trong bếp pha cà phê, tiếp theo mở cửa nhà một cách điêu luyện, lấy sữa bò của bữa sáng vào trong, còn muốn mở máy tính xem tình hình thời tiết hôm nay. Chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, nó mới đi đến giường nhẹ nhàng gọi chủ nhân dậy, cuối cùng yên lặng nằm ở ngoài đợi chủ nhân dắt mình đi dạo. Nó thực sự biết lo toan cho cái nhà này, rất muốn tìm một em cún san sẻ gánh nặng với mình. Trùng hợp chính vào lúc đó, trước mặt xuất hiện một em chó đẹp như thiên sứ, thân hình nóng bỏng, bốn chân trắng dài, sải từng bước chân nhỏ, nhẹ nhàng mê say như hớp hồn nó. Chó đốm đã không thể chờ đợi được nữa, chủ nhân cũng trùng hợp đúng lúc này ra ngoài. Nó rất nóng lòng thúc giục chủ nhân nhanh lên, chủ nhân vừa ngồi lên xe đạp, chú chó đã bắt đầu chạy như điên. Mặc dù chủ nhân ở đằng sau không ngừng gào thét, nhưng nó vẫn cố hết sức chạy thật nhanh. Xe đạp bị lôi theo suốt đoạn đường, cho dù anh đã phanh xe hết cỡ khiến má phanh bốc khói, cũng không thể ngăn cản trái tim của con chó và phải tình yêu này. Người đàn ông sớm đã sợ hết hồn. Chú chó chạy như bay xuyên qua thị trấn nhỏ đến công viên, đoạn đường tiếp theo mới là khởi đầu của cơn ác mộng. Chiếc xe đạp giống như lò xo, dập lên xuống mông của người đàn ông 1001 lần, nhìn thôi mà cũng cảm thấy tê hết cả trứng chim. May mà lúc này dây thừng của chú chó bị đứt, nhưng chiếc xe đạp sớm đã mất kiểm soát, không thể dừng lại được. Tiếp theo xảy ra một cảnh tượng thê thảm hơn nữa. Chú chó này tên Pongo, lúc này nó đã quên mất chủ nhân ở phương nào, chủ nhân là ai rồi. Hiện tại trong mắt nó chỉ có em chó này. Pongo biết nếu muốn có được tình yêu thì bắt buộc phải lấy lòng chủ nhân của Cruz. Nam chính bên này đã leo lên bờ, đạp chiếc xe cà tàng, không ngừng gọi tên Pongo. Anh nhìn từ phía xa thấy chó của mình đang chơi đùa với người lạ, thế là điên tiết chạy đến đó, rút thắt lưng ra, bước nhanh về phía đó. Kết quả, anh ta tưởng nhầm em chó kia là chó của mình, sau khi chế ngự được nó thì chuẩn bị kéo đi. Chủ của em chó thấy thế còn tưởng anh ta là thằng trộm chó, cầm túi xách đập cho một phát. Cô gái hét ầm lên với anh, tại sao anh lại muốn bắt chó của tôi đi? Nam chính không hiểu chuyện gì, giơ chân của em chó lên nhìn. Hành động này khiến Pongo đứng gần đó ngại gần chết. Nam chính hận không thể tìm cái hố mà chui tọt xuống, vội vàng xin lỗi đối phương, bắt tay làm hòa, xem ra hai người này độc thân là có nguyên nhân cả. Hai chú chó đã xác định mối quan hệ, quấn quýt lấy nhau như trốn không người, còn chủ nhân mới tới bước làm quen. Em tên gì? Em tên Esteller. Tiếp đó, nam chính cưỡng chế dắt Pongo đi, hiển nhiên, Esteller rất có thiện cảm với nam chính, nhưng anh ta lại chẳng biết gì. Hai, đúng là 30 năm dựa vào thực lực. Em chó đốm bên này vẫn quyến luyến không rời, thế là nó lôi chủ nhân bắt đầu điên cuồng chạy theo Pongo. Lần này đến lượt Esteller khóc rồi. Esteller chưa từng gặp tình huống này bao giờ. Cô ấy sớm đã không thể kiểm soát cục diện nữa, buộc phải chơi trò quá nhanh quá nguy hiểm với cún cưng. Kết quả cũng được tắm free. Duyên đến rồi thì ai mà cản được. Cứ như thế Pongo theo đuổi thành công tình yêu của mình. Nam chính và Esteller ngồi gần đó ngại ngùng nói chuyện với nhau. Thấy hai chú chó đã hôn nhau, khắp phòng toàn mùi cầu lương, hai người cuối cùng cũng không nhịn nổi lao vào nhau. Không lâu sau, cả hai bước vào lễ đường để kết hôn. Ở gần đó, hai chú chó cũng tranh thủ kết hôn luôn, học theo chủ nhân cử hành hôn lễ của mình. Bạn bè chó cũng náo nức đến chúc mừng, không biết chó đốm thu được bao nhiêu tiền mừng nhỉ. Nam chính sau khi kết hôn ngày nào cũng ngồi nhà sáng tạo trò chơi, còn Esteller làm việc ở một công ty quần áo lông thú. Hôm đó, Esteller lấy cảm hứng từ chó đốm thiết kế một bộ lễ phục. Vừa thiết kế xong thì bà chủ đứng cạnh trông thấy bộ lễ phục này thu hút sự chú ý của bà ta. Bà chủ muốn lập tức rót vốn vào sản xuất. Bà ấy là một người say mê đồ lông, còn là một kẻ không từ thủ đoạn, không tiếc thuê người chế tác những bộ lễ phục bằng lông thú, nhất quyết muốn dùng da chó đốm thật để may lễ phục cao cấp, thỏa mãn dục vọng biến thái. Esteller muốn ngăn cản, nói rằng da chó sờ vào không mất tay, vô cùng thô ráp, nhưng bà chủ biến thái này lại nói: "Vậy hãy dùng những con chó mới sinh, dù gì thứ tôi có chính là tiền." Vừa đúng lúc này, em chó nhà Esteller đã mang thai, không bao lâu sau sinh ra 11 chú cún con. Bà chủ không biết nghe được tin tức ở đâu, rất nhanh đã tìm đến cửa. Người có tiền không thích nhiều lời, bà ta móc ra một tờ chi phiếu muốn mua tất cả chỗ chó này. Cho dù giá cả vô cùng hời, nhưng hai vợ chồng lương thiện lại nhất quyết không bán. Kết quả chọc tức người đàn bà già này, bởi bà ta luôn tưởng tiền là vạn năng, không ngờ hôm nay lại vấp phải đinh, bà già chạy thẳng ra khỏi nhà. Thời gian từng ngày trôi qua, cún con rất nhanh đã đầy tháng. Bạn nào muốn nhận nuôi một chú thì nhanh chóng like video này để AD ship đến nhà nhé. Con nào con nấy đều mập mạp đáng yêu. Hôm đó, bà chủ đến gặp hai tên trộm chó, nhân lúc hai vợ chồng ra ngoài dắt chó đi dạo, bọn chúng lén lút lẻn vào nhà ăn cắp 11 chú cún con. Cảnh tượng này đúng lúc bị chó nhà hàng xóm nhìn thấy, nó liên tục sủa inh ỏi về phía hai tên. Vợ chồng chó đốm trong công viên rất nhanh nhận ra điểm bất thường. Hai chú chó giật dây xích chạy ngay về nhà, nhưng khi đến nơi thì đã quá muộn, tất cả cún con đã mất tích. Vì muốn tìm con, Pongo phát đi tín hiệu cầu cứu tất cả động vật trong thành phố, bắt đầu tìm kiếm hai tên trộm chó ở khắp nơi. Các con vật nghe thấy chỉ thị, bắt đầu giúp đỡ lan truyền tin tức. Thiên Bồng Nguyên Soái, Cừu Vui Vẻ, Thỏ Đại Ca, Sóc Nhỏ thi nhau ra khỏi hang. Đúng là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Các loài vật mau chóng tập trung ở nông trại mở cuộc họp. Ở bên này, hai tên trộm chó đang định vận chuyển chó con lên lâu đài trên núi, trong lúc di chuyển bị một chú Teddy phát hiện ra. Teddy theo dõi suốt cả đoạn đường, khi nhìn thấy xe đi về hướng lâu đài bỏ hoang, nó bèn quay đầu, chạy về nông trại báo tin. Nó nói tin tức của chó con cho các huynh đệ chí cốt, còn biểu diễn lại tội ác của bọn trộm chó.
Thời gian chính là sinh mệnh, bọn chúng muốn phát đi tin tức trong thời gian sớm nhất. Nhờ công phu sủa bất bại của lông trắng, rất nhanh tin tức đã truyền đến tai hai vợ chồng chó đốm. Bọn chúng chạy ngay ra khỏi nhà, đến nông trường nhờ sự dẫn đường của các huynh đệ. Teddy bên này đã đến lâu đài trước rồi, dựa vào sự chỉ dẫn của chuột nhỏ, thành công tìm thấy chó con, kết quả phát hiện không chỉ có 11 con, mà là vô số chú chó đốm đáng thương. Bà chủ già biến thái bệnh hoạn luôn cảm thấy bất an trong lòng, ra lệnh cho đồ tể đầu chọc lập tức lột ra tất cả chó ở đây. Đồ tể chuẩn bị xong dụng cụ, chuẩn bị chạy đến lâu đài. Ở bên này, vì giúp chó đốm có cơ hội thoát thân, chim gõ kiến đậu bên ngoài không ngừng gõ cửa đánh lừa hai tên trộm. Hai người ra ngoài, kết quả chẳng thấy gì cả, nhưng khi đóng cửa lại thì chim gõ kiến lại tiếp tục công việc. Hai tên trộm bị chơi khăm, mặt mày ngơ ngác, đến khi bọn chúng phản ứng lại được, đàn chó đã trượt ra ngoài qua ống nước. Tên râu sồm biết xảy ra chuyện lớn rồi, bước lên phía trước kiểm tra, kết quả. Đồng bọn vì muốn báo thù cho huynh đệ, kết quả một phút bất cẩn. Đến khi bà chủ già đến nơi, đàn chó đã chạy mất hút. Sau khi hay tin, bà ta nổi trận lôi đình, định lần theo dấu chân, quyết định đích thân lái xe đi tìm. Hai vợ chồng nam chính đã báo cảnh sát tìm được rất nhiều gia động vật quý hiếm trong nhà bà ta. Vợ chồng chó đốm bên này cuối cùng cũng đến nông trại, thấy các con đều bình an vô sự, đứa nào đứa nấy vui vẻ nô đùa, cuối cùng cũng yên tâm phần nào. Lúc này, bà chủ cũng tìm đến nơi, may mà quạ đen kịp thời báo tin, đàn chó hoảng loạn trốn vào đống rơm. Bà chủ già vừa đi đến cửa, anh ngựa đã tặng một món quà gặp mặt, một chiêu đạp chân sau khiến bà ta bay xa khoảng 30 mét và đáp xuống nền tuyết. Bà ta cố gắng bò dậy, vẫn không ngừng điên cuồng lục tìm chó đốm. Lúc này, đột nhiên bà ta trông thấy đuôi của một chú chó con, bà chủ tiến đến dùng hết sức bình sinh kéo một cái, kết quả là bị một con lợn béo đè cả người xuống đất. Tất cả chó đốm nhân cơ hội đó nhanh chóng di chuyển địa điểm. Hai tên trộm chó bên này muốn qua đó giúp bà chủ, bất cẩn đi qua khu vực cấm săn bắn, kết quả bị lưới điện trực tiếp nướng thành thịt quay. Bà chủ khó khăn lắm mới đứng lên được, phát hiện một con chuột đội mũ của mình, còn cười nhạo mình, nên định qua đó dạy cho nó một bài học. Đột nhiên, chuột nhỏ khởi động cơ quan làm bà ta rơi xuống hố phân. Bà già bò ra khỏi hố phân, bắt đầu hỏi tội tổ tiên 18 đời nhà ngựa, trâu, bò, lợn. Anh ngựa sao có thể dung thứ cho sự ngỗ ngược của bà ta, nhấc hai chân lên cao, chơi bập bênh khiến bà già chớp mắt bắn vào hố phân bên ngoài. Cuối cùng hai tên trộm chó, một bà già và cả đồ tể đều bị bắt giữ, tất cả chó đốm đều về nhà an toàn. Nam chính chế tạo một trò chơi dựa theo trải nghiệm của chó đốm, kết quả rất được đón nhận, ông chủ còn đặc biệt thưởng cho anh một khoản tiền, lương cũng được tăng gấp đôi. Nam chính trước giờ chưa từng vui như vậy, còn ngẫu hứng làm một bài thơ như sau. Mang theo bao tải trộm chó con, hai tên trộm chó đúng là non, bà già lột ra mấy bé con, nên bị cảnh sát đưa vào hòm. Bộ phim 101 chú chó đốm đến đây là kết thúc. Câu hỏi của kỳ này, có bạn nào ở đây cũng nuôi chó không? Nếu có thì em chó nhà các bạn là giống chó gì? Hãy cho bọn mình biết ở dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.